Một khán giả có tên là Nguyễn Ngọc Mai hỏi qua Facebook là theo toa của Sở Y tế có hai loại thuốc là Monupiravir và thuốc kháng đông là Pradaxa 110 mg. Hai loại thuốc này có tác dụng gì vậy thưa bác sĩ? Cái Monubiravir là một cái hứa hẹn rất là tốt đó. Tôi rất là kỳ vọng vào cái thuốc này. Và tôi đọc tôi biết nha. Cái thuốc này nó có hai cái hay. Thứ nhất đó, là nó sẽ khống chế cái lượng virus trong cái họng của cái người uống thuốc đó. Thì nó sẽ làm giảm lây. Nguyên tắc là như vậy. Khi mình uống thuốc mà cái lượng virus mình khống chế hết trong họng là đâu lây cho người ta. Ví dụ có 1.000 con, nó còn 2-3 con sao lây được. Thì nó sẽ làm giảm đi cái tốc độ lây truyền của con virus đó. Thứ hai, khi nó giảm như vậy đó, nó sẽ không có tấn công xuống phổi, cộng thêm sức đề kháng của mình nữa. Thì cái Monopiravir này nếu mà đúng nó tốt như là trong sách nó nói, trong những cái đề tài nghiên cứu nó nói, thì có thể nói nó sẽ dẹp được cái dịch này. Cái thứ hai này của Pradaxa đó là cái thuốc chống đông. Thuốc chống đông thì chúng ta biết là trong cơ thể của mình đó, khi mà bệnh Covid này, rất ít cái trường hợp là chính cái con virus đó nó tấn công vô phổi mình, nó xuống phổi nó làm cho phổi mình viêm luôn. Nhưng mà nó có hai cái cách để nó làm cho mình nặng hơn về phổi. Là cái thứ nhất là nó làm cái phân phản ứng viêm mà trong đó có vai trò của mình, có vai trò của mình á, có nghĩa là nguyên tắc của con vi khuẩn hay con virus á, nó nằm yên trong người mình thôi nha, mình không làm gì nó có thể nó không làm gì mình, nó cái sinh sôi nảy nở như vậy. Đặc biệt ví dụ như người bị lao đi, nó nằm yên vậy mình ấy, bữa nào mình tới mình đánh nó là có chuyện đó. Nó đánh mình lại mình đó. Nhưng mà cơ thể của mình không phải như vậy, cơ thể mình không phải như vậy, mình thấy cái gì lạ là mình tấp tới mình quánh này, để mình quánh nó làm gì, để mình tạo miễn dịch. Thì khi mình đánh nó quá mức mình sẽ sản xuất ra những cái chất nó gọi là phản ứng viêm, sau đó tới cytokine. Thì người ta muốn giảm cái chất đó thì người ta mới cho cái chất dexamethasone đó. Dexamethasone. Rồi sau đó trong cái quản ứng viêm đó, đặc biệt cái con virus này nó lại làm đông máu, đặc biệt nó đông máu trong cái phổi mình, nó làm tắc cái mạch làm cho mình thở không được, cho nên người ta mới làm uống cái thuốc đó, cái thuốc kháng đông, có nghĩa là nó không đông máu được thì nó sẽ không tắc mạch máu phổi, nó không tắc mạch máu phổi thì nó không có làm mình khó thở rồi con virus tự đi. Thì hai cái thuốc đó nó là như vậy. Tuy nhiên cái thuốc Monupiravir thì mình có thể, nếu người ta cho mình sử dụng được nha. Bởi vì cái thuốc kháng virus thì bây giờ nó chế nhiều lắm và nó uống chỉ có mấy ngày thôi, có 5 ngày thôi, nó chả hại gì mình, người mình. Nhưng mà cái thuốc đông máu và thuốc kháng viêm á, là mình phải biết là khi nào cần mới xài, mà cái cần đó là phải cần bác sĩ hướng dẫn, chứ còn mình xài lung tung lang tang, ví dụ sau đó là cái miễn dịch mình nó giảm xuống là phiền lắm, hoặc mình xài không đúng nó làm chảy máu. Tuy nhiên tất cả cái đó người ta cũng xài có 5-7 ngày thôi, tại con virus này cuộc chiến với nó là chỉ nhiều lắm là 10 ngày thôi, nếu mình không bị lây nhiễm. Dạ vâng, và liên quan đến việc thuốc thì có một khán giả ở huyện Bình Chánh cho biết là nghe thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là đưa vào sử dụng thuốc dexamethasone 0,5 mg trong điều trị COVID-19 và uống một lần đến 12 viên. Thì khán giả này muốn biết là cái thuốc này thì có tác dụng gì và uống cái số lượng nhiều như vậy thì có đúng hay không ạ? Ở thế giới á, người ta nghiên cứu cái dexamethasone này lâu rồi, hồi đầu năm ngoái á, thì thấy nó rất là tốt. Nhưng mà bình thường á, thì nó đóng cái ống chích á, cái ống chích nó 1 mg, 1 tới 4 mg, thì người ta chích khoảng 6 mg. Nhưng mà khi người ta xài thuốc viên thì nó có 0,5 thôi, 0,5 là 6 viên mới ra thành 6 được. Tại cái liều lượng nó đóng thấp vậy thôi, chứ còn 12 viên chả là cái định nghi với cái cơ thể của mình. Và đặc biệt là uống nó chỉ có 5 ngày, 5 tới 7 ngày thôi. Nó có những cái viên thuốc khác tương đương thì nó ít ít viên hơn, ví dụ nó là có 1 viên thôi, micron như đó. Nhưng người ta nghiên cứu ban đầu thì thấy dexamethasone, nhưng mà những thuốc tương đương khác nó cũng được thôi. Cho nên mình có cái gì mình xài cái đó. Nhưng khi mình quyết định xài cái này là phải có chỉ định. Phải có chỉ định. Tại vì nếu mình không có chỉ định mà mình uống thì nó sẽ có tác dụng phụ và nó không cần thiết. Hiện nay là có một cái tình trạng là quá nhiều người gom cái thuốc ở đây, thành ra cuối cùng thuốc không có. Ví dụ cái người mà không có khó thở, cái người mà không có nguy cơ, cái người mà trẻ không có triệu chứng này mua có làm gì, mua xong phải đi cho, mà cho cái này ít tay xài lắm, tại cái thuốc này nó không xài được. Tôi biết tưới cây là cho con kia uống được hay không, nhưng mà nó ổn. Nhưng mà nếu trong nhà mình có người lớn tuổi, người nguy cơ thì mình có thể mua để dành được đó. Còn uống như vậy là đúng á, nhưng các bạn muốn uống cái đó
nên hỏi một bác sĩ nào đó để người ta đánh giá lại cái tổng trạng của mình như thế nào, có cần uống ngừa hay là có cần uống không, hay là để nó tự hết. Một khán giả có tên là Nhân Thành La qua Facebook hỏi là em có người nhà ở bên Mỹ gửi cho loại thuốc Andrographis paniculata chiết xuất từ lá xuyên tâm liên, hàm lượng là 100 mg một viên, hoặc chất chính là andrographolip chuẩn hóa ở mức 30%, có hướng dẫn sử dụng là uống 200 mg một ngày, thì như vậy em uống được hay không ạ? À? Cho tới hiện nay thì tôi không tin cái thuốc này, nhưng mà không biết mình uống cho nó có hại gì không thì tôi không biết, chứ còn tôi không tin, tại vì thuốc đó, nó phải có thử nghiệm lâm sàng. À, Việt Nam mình cũng chế được xuyên tâm liên hay đâu mình đi có tới Mỹ làm gì. À, mà không biết là cái nó sản xuất từ cái kiểu gì, nhưng về lý thuyết mà xuyên tâm liên nó chỉ là một cái kháng sinh thường thôi, kháng sinh thực vật, cho nên mình không thể biết được nó là như thế nào đâu, cái gì ngoài thực hiện lâm sàng. À, và cái điều mình làm á, cái điều có những nhiều cái phương pháp chúng ta làm, cái nhiều phương pháp chúng ta uống và chúng ta nói nó hết, không phải vậy, tại vì bản chất của nó là tự hết rồi, mình uống mình tình cờ vô, mình phải làm một cái lượng lớn là mình biết lại cái này có hiệu quả hay không. Theo tôi thì tôi không, mình các bạn phải tìm hiểu coi xuyên tâm liên uống nó bị cái gì đó, nếu mình uống mà mình uống cái liều như vậy á thì nó hại gì cho cơ thể mình rồi mình hãy uống, chứ còn cái lợi thì chưa chắc. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.